Xin chào, lại là tớ, Hải Hòa Chấm đây. Đáng lẽ giờ này phải ngồi với kịch bản, nhưng mà mình vừa tìm được một cái tựa game khá là thú vị. À, thật ra nó nổi 2 tháng trước rồi, nhưng mà không hiểu sao đến bây giờ nó mới đề xuất cho mình. Tối cổ vãi. Thì tựa game này nó có tên là Infinite Craft. Cách chơi của tựa game này là chúng ta sẽ sử dụng những cái yếu tố có sẵn để tạo ra những cái sự vật, những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Tuy là sử dụng trí tuệ nhân tạo, nhưng mà nó sẽ không thông minh ngay từ đầu như kiểu ChatGPT hay là Gemini, mà các bạn phải càng cung cấp nhiều yếu tố cho nó để nó liên kết các yếu tố ấy lại với nhau thì nó mới nhanh chóng ra được cái mục tiêu mà các bạn cần. Đây, như các bạn thấy trên màn hình thì chúng ta có 4 nguyên tố đầu tiên là nước, lửa, gió và đất. Thế nên mình đặt tiêu đề là hôm nay tôi tự tạo ra Raymond thì cũng không có sai mà đúng không? Bởi vì mình tạo từ những cái rất là cơ bản mà. Ok, vậy thì mục tiêu của chúng ta hôm nay sẽ là tạo ra Doraemon. Như mình đã trình bày cách chơi thì chúng ta càng đưa nhiều nguyên tố thì nó sẽ càng nhận ra sớm hơn cái mục tiêu mà mình đang cần. Đó, thì mình sẽ phải đưa những cái mà cụ thể nhất. Thì khi mà nghĩ về Doraemon thì các bạn sẽ nghĩ về những cái yếu tố nào? Theo mình thì đầu tiên phải là Nhật Bản này, mèo may đến từ Nhật Bản mà. Thứ hai là con mèo, là con mèo. Thứ ba là robot, người máy. Và thứ tư là hoạt hình. Đúng rồi, hoạt hình, anime. Đó, khi nói về một con mèo máy rất nổi tiếng ở Nhật Bản trong phim hoạt hình thì kiểu gì mà trở ra Doraemon đúng không? Quá là dễ. Nhưng mà mình nghĩ là từ bốn cái nguyên tố trên mà để cho ra được bốn cái tiêu chí mình vừa nói thì thật sự là nó khó đấy. Ok, bắt đầu luôn thôi, lên thuyền nhiều quá. Đầu tiên thì mình cứ thử trước với nước và lửa đi. Nước và lửa thì sẽ ra hơi nước này. Đất và nước. Thực vật. Thực vật với nước, đầm lầy. Cũng logic đấy. Đầm lầy với đầm lầy. Gì vậy? Cái gì đây? Nước với hơi nước, đám mây. Đám mây với gió, bão. À, bình tĩnh. Đầu tiên là mình phải đi từng yếu tố một. Đầu tiên mình sẽ tạo ra Nhật Bản trước nhá. Nhật Bản à? Nhật Bản là một quốc gia ở châu Á. Và có rất nhiều đảo. Đó. Cái mẹo chơi game này là các bạn hãy hình dung ra những cái đặc trưng nhất của cái sự vật thì kiểu gì nó cũng sẽ tìm ra thôi nhá. Ok, các bạn có thể nhấn chuột phải để xóa đi nha. Tôi xóa hết. Thì đầu tiên là trái đất này, ông nước này. Nhiều nước thì nó ra hồ, mà nhiều hồ thì ra đại dương. Đúng, đại dương. Với đại dương thì biển. Nghe không ổn lắm. Biển với gió, cánh buồm không liên quan lắm. Lửa với trái đất. Dung nham, dung nham với lửa, núi lửa. Đúng rồi, có liên quan này. Dung nham với nước, đá, đá với đá, tảng đá. Tảng đá với tảng đá có ra núi không? Núi, núi với núi, dãy núi. Dãy núi. Ok, có liên quan gì đến Nhật Bản nhỉ? Đại dương với bão. Sóng thần, được. Sóng thần là cũng hơi bị Nhật Bản rồi đấy. Sóng thần với núi lửa. Động đất với trái đất. Trái đất với đại dương. Hòn đảo. Hòn đảo với núi lửa. Hawaii. Không phải cái mình cần. Đảo với đại dương. Atlantis. Không. Đảo với đảo. Ra quần đảo. Lục địa. Lục địa với đảo. Quần đảo cũng hơi liên quan đến Nhật rồi đấy. Quần đảo với động đất. Sóng thần. Không. Quần đảo với trái đất. Không. Trời ơi, ngay bước đầu tiên nó khó thế nhỉ. Lục địa với thực vật. Cây. Lục địa với sóng thần. Không. Khó thế nhỉ. Lục địa thì rất là gần với châu Á. Nhật Bản ở châu Á. Làm nào để nó ra châu Á nhỉ. Quay lại với những cái nguyên tố đầu tiên xem nào. Lửa với lửa này. Thêm lửa dung nham này. Thêm lửa đó này. Hay là lửa với hơi nước. Động cơ. Wow. Động cơ thì nó cũng hơi gần với người máy robot rồi đấy. Động cơ với động cơ. Tên lửa. Bão với sóng thần. Thảm họa. Lục địa với thảm họa. Khó thế. Cây với cây. Rừng. Gió với gió thì sao? Lốc xoáy. Trời ơi, sao cứ ra thiên tai vậy? Video đầu tiên về chơi game của mình nó không được ổn lắm nha. Sao ta? Lục địa với lục địa. Cái gì? Sao nhở? Hawaii với sóng thần đi. Lướt sóng. Wow, lướt sóng bằng sóng thần luôn. Sao nó không liên quan gì ta? Cát. Nó cứ ra nhiều những cái yếu tố mới làm mình phân tâm. Cát thì có cái gì? Có thành phần chính là silic. Tức là khi mà tác động ở nhiệt độ cao thì sẽ ra kính đúng không? Thế thì cát với lửa này. Thủy tinh. Wow. Thủy tinh với thủy tinh thì sao? Cửa sổ. Nước với kính. Giữa ốc.
À, nó đang hiểu theo kiểu là trai thủy tinh. Không liên quan. Đám mây với đại dương, cơn mưa, gì vậy? Có khi nên đổi video này thành là những hiện tượng thời tiết. Cơn mưa với trái đất. Khó nha. Mình đang đi tìm Nhật Bản đúng không? Nhật Bản nằm ở châu Á, có nhiều đảo, thường có thiên tai. Rồi sao? Lục địa với nước, đại dương với nước. Cá. Ô, tính ra cứ ghép bừa bừa, đến đâu thì đến cũng được ấy chứ. Cá. Cá với lục địa, cá với động đất, cá mập, trẻ linh quần, hai con cá mập, cá voi. À, đúng nha, Nhật Bản nổi tiếng là săn bắt cá voi nha. Thì nếu mà kết hợp với lục địa, không, cá voi với sóng thần đi. Poseidon, không, Poseidon với cá voi. Triton gì đây, lâu đài dưới đáy biển. Làm nào, đảo này, động cơ với đảo đi. Xe lửa với lục địa, đường sắt xuyên lục địa với lục địa tiếp. Hoa Kỳ. Wow, tính ra là mình chơi cái game này mình cũng biết được nhiều kiến thức đấy nha. Đường sắt xuyên lục địa, Hoa Kỳ. Mỹ thì cũng khá là nổi tiếng về phim ấy. Kính với Hoa Kỳ thì sao? Thủy tinh với Hoa Kỳ. Trái linh quả. Trời ơi, mình cần Nhật Bản nó ra Hoa Kỳ làm gì? Thế Hoa Kỳ với đảo thì sao? Hawaii. Ờ, cũng đúng. Hoa Kỳ với lục địa đi. Mỹ. Mỹ với kính. Khó thế nhỉ, cảm giác đường đến Doraemon còn xa với trường. Google, Google với động đất đi. Google Earth. À, mình sẽ cho đảo với đảo là thành quần đảo. À không, quần đảo đây rồi. Thế thì search Google quần đảo đi. Trời ơi, 54 item rồi mà vẫn chưa ra được một cái gì liên quan cả. Đảo với cá, Mỹ nhân ngư. Có vẻ như là cái hướng tiếp cận Nhật Bản theo châu Á hơi khó đối với những cái dữ kiện này. Mình đang để ý đến một cái đó là cá, bởi vì Nhật Bản cũng khá là nổi tiếng với những cái món sushi. Vậy thì mình sẽ sử dụng cá đi. Chế biến các món cá thì cần nhiệt, lửa cho vào. Sushi, ui tuyệt vời, Nhật Bản rồi. Sushi mà quần đảo. Vậy là chúng ta đã có dữ kiện đầu tiên là Nhật Bản. Bây giờ chúng ta sẽ cần robot mèo. Liệu khi mà nói đến một con mèo ở Nhật Bản, người ta có nghĩ đến Doraemon không nhỉ? Nhật Bản với Google thì sao? Không ra cái gì cả. Nhà Sunu hay đi chơi ở Hawaii, liệu nó có liên kết ra Sunu không ta? Không, hơi thất vọng nha. Thủy tinh với lục địa. Ống kính. Nghe nó cứ giống giống máy quay phim. Ống kính à? Ống kính với ống kính. Kính thiên văn. Đi hơi xa rồi nha. Ống kính với sushi. Máy ảnh. Oh my god. Máy ảnh mà liên quan đến Mỹ đi. Hollywood. À, máy ảnh mà liên quan với Nhật Bản đi. Anime. Anime. Ok. Tức là mình đã đi được hai yếu tố rồi, Nhật Bản và anime, mình còn robot và mèo nữa. Nãy giờ đã trôi qua được nửa tiếng rồi, không biết là có hoàn thành mục tiêu trong vòng một tiếng ta. Ok, tiếp tục nào. Mèo và robot, khó nhá. Động cơ với Hollywood xem nào. Bộ phim mèo thích ăn cá đúng không? Thế cái gì nhỉ, cái gì liên quan đến cá? Cá với ống kính mà, kính hiển vi không liên quan lắm. À, mình thử search anime bằng Google xem nào. Không ra, khó nhỉ, lại bị bí á. Phim với phim, dạp chiếu phim về anime đi. Không ra, Doraemon chiếu ở dạp chiếu phim hơi bị nổi á. Dạp chiếu phim với Nhật Bản, anime. Đám mây với lửa, sét, sét. Khói với Nhật Bản. Godzilla với Hollywood. Tiền. Đúng, kiếm về bộn tiền luôn. Như thế thì Doraemon cũng kiếm về rất nhiều tiền. Vậy thì anime với tiền. Anime với tia sét. Naruto. Ủa, Naruto có liên quan gì với sét không vậy? Biết thế là tiêu đề video là tôi tự chế tạo ra Naruto. Khó nhờ, làm nào ra Doraemon bây giờ? Anime mà về nàng tiên cá. Mình đang nghĩ đến movie 30. Ariel, cái này của phương Tây mà. Ở Nhật Bản thì sao? Ariel Nhật Bản. Tokyo. Cũng là liên quan Nobita với Doraemon ở Tokyo đúng không? Phim với anime. Akira cũng là một bộ anime đấy, nhưng mà có liên quan gì đến Doraemon? Akira với mày. Nhiếp ảnh gia với anime. Otaku. Otaku? Trong Doraemon có ai otaku không nhỉ? Mình không có một cái gợi ý gì luôn á. Cái này hơi khó liên quan với Doraemon nhỉ? Xét với otaku xem. Tin tặc không liên quan. Naruto với tiền đi. Sau động cơ với tiền thì sao?
xe hơi, xe hơi với xe hơi, xe tải, xe tải với xe tải, xe tăng xe tăng với xe tăng, xe tăng với dầu, ngân hàng, xe hơi với động cơ, xe đua. Mình đang tìm cách để nó liên hệ máy móc đến robot. Doraemon, dừa, Naruto, Sasuke. Naruto với dừa ta Sasuke. Đang cần Doraemon, Sasuke cái gì? Mình bị bí rồi các bạn ạ. Mình nghĩ là mình sẽ chơi theo chiến thuật là cứ ghép lung tung vào, đến khi nào ra cái gì đấy nó liên quan thì nó ra. Còn không thì mình sẽ chơi trò gọi là kiên trì đến phút cuối. Chứ bây giờ để từ những cái này mà ra robot các thứ, cảm giác nó khó lắm ấy. Mèo ở đây thì có mỗi liên quan đến cá, mà không biết là cá với mèo thì là kiểu chút thức ăn đúng không? Thế làm nào để mô tả nó nhỉ? Khó ấy. Thế nên là mình nghĩ là mình sẽ chơi trò gọi là ghép lung tung vào với nhau. Ok nha. Rồi, anime với Sasuke, Naruto với phim, Naruto Shippuden, Kính Thiên Văn, Uchiha. Bạn nào xem Naruto giải thích của mình cái tại sao Sasuke với Kính Thiên Văn lại ra Uchiha nhỉ? Naruto say rượu, Sasuke, Sasuke với Google, Sasuke Uchiha. Cái gì nó liên quan đến mèo đó không ta? Bầu trời với phim, ngôi sao với hoạt hình, thủy thủ mặt trăng, ngôi sao với Nhật Bản, Samurai, ngôi sao với thủy thủ mặt trăng, ngôi sao thủy thủ, cướp biển. Cảm giác kiểu cái gì cũng có ấy, bởi vì Doraemon có nhiều movie, nhiều chủ đề quá nên là mình cảm giác cái gì nó cũng liên quan, nhưng mà thật ra là chả có gì liên quan cả. Doraemon thì thường là người ta chỉ biết đến qua những cái series tập ngắn thôi ấy, tức là về những cái đời sống thường ngày của Nobita thôi. Ở đây thì làm gì có gì nó liên quan đến thường ngày đâu. Ngôi sao với Otaku, chiến tranh giữa các vì sao, Hawaii, Hula, Hula là kiểu điệu nhảy hả, cả thủy thủ, cướp biển mặt trăng. Các bạn có tin là nếu mà gắn với Hollywood là nó sẽ ra cái các mặt trăng boom, những tên cướp biển vùng Caribbean. Ok, Tokyo với tiền, yên, yên với yên, đô la, cá với đô la, cá và lửa với kính hiển vi, virus, virus đua đòi, tin tặc với động cơ, gian lận, tên lửa, không gian, hành tinh, hành tinh màu tím. Hành tinh màu tím là Nobita hơi bị hack nên sẽ cho hack vào đây. Trái đất. Kiểu tức là Nobita sử dụng năng lực của mình ở trái đất, xong rồi lên hành tinh màu tím như kiểu là dùng bật hack đúng không? Nhưng mà cái tôi cần là Doraemon. Quái vật anime. Nàng tiên cá. Wow. Naruto. Madara. Do có Kakashi. Kiến. Hokage. Doraemon ơi. Giờ thì tôi đã hiểu được cái cảm giác của Nobita khi mà bất lực không thể làm gì và phải gọi Doraemon ơi cứu mình với. Làm nào ra Doraemon bây giờ? Android. Hơi liên quan đến người máy rồi nha. Động cơ. Người máy. Ok, vậy là chúng ta đã có 3 yếu tố rồi, là Nhật Bản, anime và người máy. Hơn một tiếng rồi mới được 3 yếu tố, còn một yếu tố với con mèo nữa. Eo ơi, khó thật đấy. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng. Nãy mình tìm được một cái yếu tố, đó là đâu nhỉ? Ngôi sao. Kiểu như là ngôi sao này là kiểu người nổi tiếng ấy. Thì Doraemon cũng nổi tiếng đúng không? Thế thì mình sẽ thử ghép ngôi sao với robot. Gì vậy? Chết rồi, khó. Một người máy mà nổi tiếng ở Nhật Bản thì nó có ra Doraemon không ta? Gundam. Không, Gundam thì không liên quan đâu. Optimus Prime. Một robot khôn ngoan, trí tuệ nhân tạo. Con mèo. Pokemon. Hơi gần với Doraemon rồi đấy. Cuốn sổ tử thần. Eo. Bây giờ thì nó ra con mèo, trời ơi. Tại sao cô đố với tò mò lại ra con mèo? Ôi trời ơi, nãy giờ phải một tiếng bấm lung tung rồi ấy. Ok, mình đang rất là kiểu hồi hộp ấy. Mình đã có đủ cả 4 yếu tố rồi. Người máy, Nhật Bản, anime và con mèo. Mình không biết là nó có ra được không. Ok, người máy với con mèo nhá. Robot mèo. Ok, đúng. Robot mèo với anime này. Doraemon. Đúng. Mình cứ sợ là mình sẽ không chơi được đến cuối ấy. Ôi may quá. Thế là mục tiêu đã thành công rồi.
Cảm ơn vì đã kiên trì. Úi dồi ôi. Thú nhận với các bạn là mình rất là dở trong cái khoản chơi game. Mặc dù mình là con trai nhá, mình rất là muốn được đắm chìm vào thế giới game như là các bạn nam khác. Kiểu khi mà người ta mệt mỏi hay là người ta stress các thứ ấy, lao đầu vào game, ôi cái cảm giác nó kiểu rất là như kiểu đến thế giới mới ấy. Nhưng mà mình lại không thể nào mà mình chơi game được. Ví dụ chơi mấy cái game như kiểu là PUBG các thứ thì mình cũng chơi được một thời gian, xong mình kiểu bị hoa mắt ấy. Mấy cái game trên điện thoại thì cũng nhanh chán. Đây, hiện tại thì mình đang có một cái máy chơi game là Nintendo 3DS. Thì mình hay chơi Mario các thứ ở đây này. Mình có thấy chơi được tại vì nó kiểu giải trí ấy, nó vui vẻ. Có thể nói là đây là một trong số ít những lần mà mình kiên trì chơi đến cái mục tiêu cuối cùng luôn ấy. Chứ nếu mà nó không đến được mục tiêu cuối thì chắc là thôi xong luôn ấy, video không có để mà đăng luôn. Ok, sau khi chơi xong cái game này thì mình cảm thấy khá là nó không giải trí như mình đã nghĩ. Kiểu có những cái sự kết hợp mà nó rất là ối rồi, mình không thể nào tưởng tượng được ấy. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng đã đến cuối rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi từ phút này. Nếu mà có tựa game nào mà nó cũng kiểu tựa tựa như này nhưng mà nó đỡ hack não hơn thì các bạn có thể bình luận bên dưới để khi nào mình rảnh thì mình sẽ chơi nhá. Mình vẫn làm về phim Doraemon thôi nhưng mà thi thoảng chúng ta cứ đổi qua những cái như này. Nếu mà các bạn cảm thấy ok, nội dung như này ok thì các bạn cứ bày tỏ quan điểm ở dưới, hoặc là cảm thấy mình làm quá là dở hay là chơi quá là tệ thì các bạn cứ comment bên dưới nhá để mình rút kinh nghiệm lần sau. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.